Xin chào các bạn nha. Thì mình mới gắp một con máy là C3. Thì hôm nay là mùng 7 thì chị cũng mới làm khai trương bên mình. Thì mình đang gắp cái C3 này, cáp di động và đang dịch tự động cho mình. Đấy. Con C3 này khi mà mình nhấn gót là nó cũng dở dịch như máy hụt kim luôn bình thường. Như dòng có cái dòng máy khác thì vô đồng tự chắc cho mình. Đây là 5 ống. Chị nhấn vô. Nhấn đây nè, có kéo đúng rồi, dạ. Này có thể tăng giảm tốc độ được anh chị. Này tốc độ tối đa 5.000 nè đúng không? À. Giờ giảm xuống. Tại vì máy mình trong quá trình CoDa thì vậy là khoảng 3.000 thôi. À. Hay 3.300 vậy đó, chạy 3.000 thôi cũng được rồi. Thì cái hộp cho nó tốt hơn, cho nó máy nó đơn giản hơn cái dạ. Thử qua cái hàng. Cho máy mình nó đầm hơn nữa, ha. Đúng không? Vậy đầm hơn hả? Nó đầm hơn chứ. Thì chạy máy trên cũng máy chị cũng vậy. Các chị động luôn. Dầu cộ thì mình nhớ tầm khoảng 2 đến 3 tháng mình châm dầu lần nha chị. Mình kiểm tra dầu. Máy mình mà chạy mà không châm dầu là lúc nào cũng bị hư. Mà có mất dầu là mất trong đó nó cũng có mất nó để dạ đúng rồi dạ, đúng rồi dạ. Đây nó có mất dầu nè. Đúng rồi. Mất nào mất chỗ nào mình mới châm. Gạch 1 gạch 2, chắc chị biết mà. Rồi, thì mình còn có gắp thêm là ba con máy Maui bên đây nữa. Đây, ở phía trên nữa đây. Dạ rồi, dạ chị dắt thông thử. Mẫu mã nó dễ sợ chỉ hơn các mấy. Nhìn nó dễ xài hơn nè, dễ sử dụng hơn nữa. Với lại hạn dắt là chị xài là thiết kế mẫu mã nó đẹp hơn. Đây. Ở phía sau này có hai cục sino phía sau. Một cục là dành cắt chỉ qua một cục để dành lại làm dở dây dịch tự động. Đấy. Thông thì vô đẹp luôn nè, thấy không? Ừ. Đấy. Tơ là vậy là ok lắm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhờ mức độ này lỡ mình qua những cái mà cái cố viền nó dày dày á. Dạ. Thì mình nếu mà đi viền dày mình đi chạy chậm lại một xíu. Qua bệnh qua trên mà nếu dày á mình chạy chậm lại. Cho máy mình có độ bền nó cao hơn chứ mình đừng có chạy ào ào. Tiếng máy rất là dễ chịu luôn ha. Ừ. Đã có cái viền á qua thử rất là đẹp luôn. Xếp dày lên thử. 4 lớp. Kaki rồi được hả? Được. Nhìn lên trên kaki nó còn đẹp hơn nữa nè. Rất là đẹp. Cái đó mình phải chạy chậm lại một xíu. Ừ, biết rồi. Nhấc con nương nương tay nhấc con mình. Chứ mà mình gấp quá mình giỏi quá nó đâu có được. Cái này qua một phút nó bị quan được bỏ mũi hay gì cái đứt chỉ thì không. Mới cứ yên tâm mình chạy. Đây. Tốt. Ừ. Ok. Rồi, thì nên thử máy trên đi. Rồi, thì nút tắt máy ở phía sau ha. Thì nó quay tương tự như mấy cái kia thôi, tăng giảm tốc độ nè. Nếu mà cần thiết thắc mắc gì cứ liên hệ với anh chị, anh đem hỗ trợ cho. Thì cái máy trên của chị nó cũng tương tự như mẫu đời cũ. Dạ rồi, dạ. Cũng tăng giảm như cái này. Bây giờ là mình lên cái máy Maui nha. Rồi. Còn máy nào nó mình đây cũng được. Này, bây giờ vô máy Maui thử máy nha. Rồi, bây giờ muốn nhấn gót, đúng rồi. Nếu mà chị chưa quen á thì chị gạt chứ nó có gạt gối sẵn cho mình. À. Nhiều khi mà thợ mới chưa quen thì mình để cái gạt gối. Gạt gối chị hỗ trợ phải không? Hỗ trợ cho mình thôi. Nhiều khi mốt khi mình quen, mai quen á là mình khỏi cần gạt gối luôn. À. Làm nó nhanh hơn nữa. Đánh sớm là đánh vừa xong là tự bật ra cho mình. Rồi bây giờ chị nhấn gói các chị đi, em hướng dẫn chị bên lại mối. Đây nè chị thấy AB không? Ừ. Chị này chữ AB nè. À. Đây bên đây là chữ DC nè. Này là mối đầu nè, là mối đuôi nè. Đây nè. Là mối đầu, là mối đuôi là nó là mối đầu nhiều lần. À. Lại mối đuôi nhiều lần. Rồi, ha. Cái này chắc em có hướng dẫn cho anh nhiều mà. Đúng không? Đây rồi tăng giảm tốc độ trên đây mình bây giờ mình bấm lại mối nè. Chị thấy không? À. AB nè, hiện thị bên đây nè, DC là hiện thị bên đây luôn nè. À. AB là mối đầu đuôi luôn đó. Đúng rồi dạ, đầu đuôi. Này muốn đầu đuôi nhiều lần tại thường thường nó đã lại một lần thôi là được rồi. Ừ.
Không. Này thì tăng giảm tốc độ trên máy. Đây. Đấy. Tại vì máy mình trong quá trình go dai chạy 2600 2500 là ok. Ha. Mình tăng giảm theo tùy thích của mình. À, ví dụ như bây giờ em ví dụ chị gắn cái nhãn cái đoạn nó ngắn thôi, chị muốn nó lại mở đầu nuôi luôn. Ăn phân 1,5 phân 2,5. Nghe được chứ? Giờ bây giờ chị chạy đi. Đâu. Tiếng máy đó là ok, nghe đường kia mũi chỉ lần ở trên hỏi bàn luôn. Em lại mới về là tuyệt rồi à, con máy này rất là đẹp. Bây giờ muốn lại mối đây đúng không? Đúng rồi, hai đầu này nè. Hai đầu này thôi đúng không? Đi tới đi lui. Bây giờ tắt này mối đuôi đi. Bây giờ tăng lên. À, bây giờ nó 4 nè, bây giờ lên 5. Rồi, để cho đạp lần thôi. Ít quá hả? Nó không đủ, nó không tới trên mét này. Vậy là 6, tăng lên. 7, 8 nè. Chắc 7 được. Rồi, giờ nhấn gói em. Nhấn gói. Đó. Đủ không? Đủ mũi nó dính đâu. Đủ rồi đó. Sức được không? Dễ gì sức được, nó lại mối cho anh mà. Này là mình muốn mấy mũi là mình chỉnh ra đó. Đúng rồi dạ. Thấy chưa? Dễ không? Tăng lên mũi nữa. 9 mũi. Rồi. Dư hơn mũi à? Dư mũi 8 thôi. Đó. Cũng dư ha. Tại vì với 9 chị đạp rồi. Phải còn đạp 9 còn đạp rồi, giờ 8 đó, còn 8 đó. Chị phải canh ở trên xíu, ở trên nó chị canh nó thiếu nè, thấy không? Chị canh mấy lúc trên nè nó đủ nè. Kính tính cái mũi kim đi. Nếu mà nó muốn dư nữa nè đúng không? Bây giờ xả này vô. Dặn này vô xíu. Dặn này nè. Dặn cho nó nhặt lại ha. Đúng rồi, nhặt lại xíu. Tùy theo mình đó, đó. Đủ luôn nè. Vừa đẹp đó, luôn. Là dặn lại lấy xíu là nó vừa, phải không? Nếu mà nó thiếu thì mình dặn cho xíu. Đúng rồi nè, thưa vậy. Đây nè, ví dụ bây giờ là mình bắt đầu em sao? Khởi động lại phần này, chỉ lại phần này cho chị. Lại mối đúng không? Thì mình chỉ cần lại mối đầu thôi. Ừ. Khỏi tắt là mối đuôi. Đấy. À, lại mối đầu đây. Đúng rồi, đây là mối đuôi nè. À. Bây giờ mở là mở là lại mối đầu nè. Đúng rồi dạ. Tắt rồi đó. Giờ chị mở là mở lên nè. Mở lên nó sẽ hiển thị lên trên đây nè cho mình. Rồi chị thấy rồi. Còn phần này cộng là gì đây? Phần cộng trừ là mình tăng lên số lượt mũi. À. Này là tăng giảm tốc độ nè, cái chỉ nè. Này là kim cắm lên cắm xuống nè. Thấy không? Cái này là hết chỉ đầu, tại vì mình đã bấm sẵn cho mình rồi. Thì bóng đèn là mình trên đây luôn. Tăng giảm tốc đèn trên đây. Và tích hợp nè, nhấp mũi trên đây luôn nè. Bây giờ chị bỏ xuống dịch xuống, bỏ dịch xuống. Nó sẽ nhấp mũi cho mình. Lại mũi trên đây luôn, tích hợp lại mũi hết. Khỏi cần phải qua đây lại. Cái phần trên đây cộng là mũi không này hả? Đúng rồi, dạ số lượt mũi. À. Đó. Đó mũi chứ hồi nãy mình làm 8 thì nó dư ra. Đúng rồi, dạ thì mình chạy nhãn đó. Cái phần này là hai cái dấu này là của A. AB là đầu, là C, CD là đuôi. Rồi hai cái này là đuôi. Dạ. Đúng không? Còn trừ nếu mà trừ đây. Đúng rồi dạ. Rồi chị hiểu rồi, còn phần này cái này. Cái đó là khi mình chỉnh máy trong mình nó cần thiết. Đây kèm theo là cộng sạc USB nằm đây. À. Đây. Mình gắm điện thoại vào cái chui điện thoại gắm vô đây mình sử dụng xài được. Được không? Được. Nấu luôn. Anh gắm thử đi. Ô tư. Không, đừng thử đâu. Như sạc pin vậy đó. Đúng rồi. Nắng sạc cái điện thoại mình hay là sao? Sạc điện thoại mình luôn. Tại vì dòng điện 220 mà.
giờ món thầy cái điện cảm ứng luôn mà, chỉ cần gần tay là nó hiển thị rồi. Rồi ok chưa? Mang cái like ghép giọng rồi.